Những kiến thức, công cụ, kỹ năng nào mà học sinh lớp 12 có thể tự học, tự tìm hiểu trước để có thể có các nền tảng học kinh doanh quốc tế tốt ở bậc đại học? Như chúng ta đã thấy, ngành kinh doanh quốc tế là một ngành hết sức tổng hợp giữa các học phần với nhau. Vì vậy nên là khi các em muốn để chuẩn bị tốt cho chuyên ngành này thì các em học sinh lớp 12 nên trang bị tốt cho mình những kỹ năng và những kiến thức nền tảng tốt để các em có thể tham gia chuẩn bị cho chuyên ngành này. Cụ thể là, thứ nhất thì về mặt ngoại ngữ, các em nên chuẩn bị cho mình ít nhất là một ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ tiếng Anh. Để vì vậy các em có thể là dễ dàng tiếp cận được những cái nguồn học liệu hoặc là những cái nền văn hóa mới, nền văn hóa kinh doanh mới từ các quốc gia khác để các em có thể hoàn toàn tăng được cái yếu tố hội nhập cao của mình trong tương lai khi các em học chuyên ngành này cũng như là các em sau đó các em đi ra làm thực tế ở các doanh nghiệp đa quốc gia với một cái môi trường hết sức toàn cầu và đa văn hóa. Cái yếu tố thứ hai là về mặt kỹ năng thì các em luôn nên luôn liên tục trau dồi cho mình, học hỏi và trau dồi cho mình những kỹ năng liên quan đến ví dụ như là kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng về marketing, về tìm hiểu nghiên cứu thị trường. Bởi vì những kỹ năng này là những kỹ năng hết sức cần thiết để các em có thể là bám sát hơn khi các em tham gia vào nội dung chương trình mà ở trong bậc đại học. Một kỹ năng nữa mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là kỹ năng làm việc nhóm. Khi các em được tham gia về chuyên ngành kinh doanh quốc tế thì các em phải làm rất nhiều các dự án thực tế cùng các bạn sinh viên khác. Vì vậy nên là các em, nếu các em được trang bị những kỹ năng này và các em được rèn luyện những kỹ năng này ở bậc phổ thông thì các em sau đó các em tham gia vào trong chương trình học thì các em sẽ bám rất nhanh vào trong quá trình làm việc cùng các cái bạn sinh viên khác. Đồng thời là cũng rèn luyện cho các em một cái kỹ năng biết xử lý tình huống trong việc làm việc nhóm như thế nào, các cái kỹ năng mà có thể là cường được cái khả năng giao tiếp của mình cũng như đàm phán trong các cái dự án của học phần. Tất cả những kỹ năng này như tôi đã nhấn mạnh trên là rất cần thiết cho các em không chỉ trong việc học mà còn rất cần thiết khi các em làm việc thực tế ở các doanh nghiệp đa quốc gia, đa văn hóa như vậy.